Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Banker Sài Gòn Shop. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng mẫu nón bảo hiểm 3/4 của Lợi Thai. Đây là phiên bản cao cấp nhất được sản xuất 100% bằng sợi carbon. Thì dòng nón này có gì hay, có gì lạ? Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây, dòng nón của nó có tên là LS2 FF597 Cabrio. Đây là cái thùng của nó. Nhìn sơ qua thì các bạn cũng có thể thấy là cái thùng nó là khác biệt so với những cái thùng lúc trước của Lễ Thai. Thì đây là cái mẫu nón được rất là ưa chuộng và cái giá của nó cũng rất là cao. Thì mình sẽ làm một cái clip review, hy vọng rằng các bạn có thể có thêm được những thông tin hữu ích trước khi các bạn quyết định mua một chiếc nón bảo hiểm 3/4. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình unbox nó. Đây, cái hộp nó nè, đó. Mở ra các bạn có thể thấy. Thì khi mua thì các bạn sẽ được tặng một cái túi như thế này, túi của Lợi Thai chính hãng, và một cái túi hơi. Cái túi hơi này á, mình sẽ phép mình bỏ cái thùng này xuống. Cái túi hơi này á, thì khi mà các bạn xài nha, các bạn có thể thổi nó lên, rồi sau đó các bạn để phía sau, bạn vừa lưng, nó nói như này, và vừa cổ. Rồi mình sẽ bỏ cái này sang một bên. Đây là cái nón của chúng ta. Đây, nón này thì mình đã lắp kính sẵn. Bởi vì khi mà các bạn mua về thì cái kính này nó sẽ rời. Thì trước tiên á, thì mình sẽ đồ thử cho các bạn xem. Đầu thử cho các bạn xem để các bạn thấy nó như đẹp như thế nào. Đây, thì cái dòng nón này á, nó sẽ được trang bị là hai kính, kính ngoài và kính trong. Thì cái kính ngoài các bạn có thể tháo nó rồi ra. Khi mà các bạn đi đường xa thì các bạn có thể gắn nó vào. Còn nếu mà các bạn đi ở trong thành phố gần á, thì các bạn cứ tháo nó ra để mình thuận tiện hơn. Đây, kính của nó này. Thì dòng nón này á, trọng lượng của nó khá là nhẹ, chỉ có 900 và cộng trừ 50g. So với một cái chiếc nón bảo hiểm 3/4 bình thường thì nó sẽ nặng nhẹ hơn rất là nhiều. Và cái form của nó là form châu Âu, cho nên cái form của nó các bạn đội lên thì nó sẽ to hơn so với bình thường. Cái nón này thì nó đạt được tiêu chuẩn là DOT và ECE. Thì ở sau đây nó có tem. Tem qua test, tem của nhà phân phối và tem của ECE ở đây. Và đây là tem của Banker Sài Gòn. Thì trong cái nón này á, nó có rất là nhiều đặc điểm khá là hay. Và bây giờ mình sẽ tháo lồng cho các bạn xem ở phía bên trong để coi nó có gì. Rồi, mình xem. Lồng nó tháo khá là đơn giản. Các bạn gỡ lớp mút ra. Rồi, đây là cái phần EVS bên trong. Đây, đó. Rồi đây là cái phần kính. Thì nếu mà các bạn muốn á, tháo cái kính này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Bạn sử dụng cái tô vít, rồi sau đó bạn tháo cái kính này ra, mình vặn theo cái chiều này. Sẽ cho mình thêm là cái ốp tai của cái hai bên. Khi mà các bạn không có sử dụng cái kính bên ngoài thì các bạn có thể bỏ hai bên như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn.
Rồi các bạn cứ lắp lại bình thường như vậy. Và bây giờ mình sẽ lắp lại cái lồng cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở những video sau của Baker Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại.